thì chắc chắn rồi, chúng ta phải chờ đợi khi vào ván thi đấu. Ở trong ba các đội tiền, DinK sẽ làm gì và Levi sẽ làm gì để nhằm mục đích tạo ra được những điểm nhấn lớn ở những phút giây đầu của một ván đấu. Để không, ván ta bị chậm bóng dừng rồi. Và Slayer vừa rồi anh ta luôn con cua. Còn trong cái đó Levi đang nhằm mục đích là muốn tấn công, muốn lấy cho mình được tốc biến từ DinK. Một hit đánh lên chạy đỏ, nó đến đâu vào đủ rồi. Liệu rằng có pha tấn công nào đến từ phía SE không đây? Ngăn cản rất hay và ngay lập tức thêm một pha hút gió để la vào tấn công đó là Slayer. Hâm mộ hàng bao đang thử cứu bản thân của mình. Zin đang muốn chạy ra có thể hỗ trợ. KT đang liên tục bỏ chạy nhưng không được bạn được cho Slayer một đều rồi. Chuyển của vị trí đứng giữa phía Game Sport và quan trọng hơn đứng giữa đã có với nhau. Ui solo kill. Không. Đứng trên. Vấn đề là sau đây khi ra đây một bình cân hai cân không được bạn đã có cho DinK. Có một pha bắt lẻ và có màn cho Slayer. Nhưng ngay lập tức Game có câu trả lời khi KT lên cánh trên. Và ngay lập tức Ember đang gặp vấn đề rất lớn, người ta đang tuyên liên tục vung ra xe chỉ luôn kia. Một hit đánh thương của KT đã đủ, cái trang hiện tại vẫn chưa đủ. KT đã bắt đầu dí theo, người ta đã sử dụng con đường băng giá, người ta W giữ chân lại, người ta thêm một kỹ năng quy nữa và... Ember thì sao, anh ta đang có thể tấn công. Để bị bắt đầu lao và tấn công, lập tức một tình huống xuyên cho lúc xoáy mình bung ra và hình như lượng mẫu của Ember đang gặp nhiều vấn đề. Levi tiếp tục tóc biến đang trong đất tài hạ gục chứ không được đã hạ gục được rồi. Băng địa chấn hấp tung được K2 và Kia đang bị kẹt lại với cái đánh ngất ngư. Địa đang di chuyển tới bằng dịch chuyển của mình, một tình huống nguy cực kỳ tuyệt vời, mạng sẽ nhường cho địa. Kia đang cố gắng lướt, anh ta tìm một cách bỏ chạy trường băng vĩnh cũ làm chậm những pha phải nói là càng quăng càng hụt đến từ địa, nhưng anh ta chỉ cần đánh thương thì làm sao đó. Không có áp lực tới từ trừng phạt của Levi, Gam bắt buộc phải bỏ mục tiêu này. Và lại một lần nữa nhưng tôi đánh nhau không được trên, nó vẫn đang diễn ra để chưa dừng lại đó. Địa ngay lập tức sử dụng, đây là trưởng băng, đây là thứ đã có thể khiến cho KT phải mất đi chiêu cuối của mình. Địa đang canh cơ hội để có thể có được vào solo kill nhưng hiện tại đang không thành. E đập tốc ui outplay dịch chuyển đến tình huống gaspot để nhằm mục đích là khiến cho địa sẽ phải nằm xuống. Người xem tại sao anh ta lại ôi tóc biến lên là mọi thứ đang dồn vào người và sai vẫn đang tóc biến được thể tác đi thủy loại nằm hất tung Slayer và điên cây quá đơn độc xin khi đứng lấy được công trình. Levi đang tìm mục tiêu còn lại nhưng mà cảm giác tương đối khó, cố gắng hạ gục không vô công để kẹt họ đúng bằng trụ một pha móc được vào người của Palet. Palet đang phải bỏ chạy đến kênh bị chính thủy loại tầm nhiều phía ra sai này. Kia đang bị giữ chân lại một khoảng thời gian khá lâu, đang sử dụng phải đòn để thể tác đi phía bên này thì Palet anh ta đang muốn hỗ trợ thì không cần nữa. Ember đã có đáp hạ gục nhưng mà cầu đi cầu về tình huống sử dụng tạo xung đấu để nhằm rất là ngăn cản Levi nhưng Levi còn thử lúc thấy của mình và ngay lập tức Levi có đáp hạ gục phòng gió không thành công. Ember đã bắn liên tục bởi Sai và Sai đang tìm kiếm hạ gục, anh ta đã có đáp hạ gục. Slayer đang muốn bắn con đường băng giá được bung ra, địa bên này bị kẹt bởi Levi vừa rồi tên lửa đã không trúng đến Sai và để đang tìm một cách anh ta hôn gió được người Levi. Levi vẫn đang bấm rất là kinh khủng, anh ta có đáp hạ gục đến từ địa móc không thành công đến Zin và ngay lập tức con đường băng giá chạy ra ra theo hỗ trợ. KT đang muốn quy tuyệt vời nhưng mà đáng tiếc thầy Gamesport là đội thắng. Ember nó là cái nơi mà đối thủ đã nhìn thấy rồi. DinK lao vào tóc biến sử dụng tạo thủ đồng hồ bóng rất hay đến gì đang ngăn chặn thủy lộ tạm diệt hất tung lên đi không kịp làm gì cả và ngay lập tức thì đã có mạng rồi. Ember đang liên tục sử dụng xe chỉ luồng kiếm quần đang trong bất lực. Ember phải nằm xuống một bài bắn được tin vào lẽ này bị bắn bắn đất đầu là Gangstar đang liên tục tìm được mạng của và ta có được cú đấm một kia cho bản thân của mình. Tiếp theo đây là Kia quét sạch cho cả 10 giây nếu điểm mới ra thì nó như ngồi lại và thấy rằng thời gian của họ là quá lâu và với con Zin với hưng phấn với cả 5 người trên toàn bản đồ như thế này. Ván đầu tiên thuộc về Game Esports. Một ván đấu mà có lẽ như các thành viên của SE họ đã có 8 rồi, chúng ta mới thấy là bắt đầu Sina nó phát huy được cái sức mạnh kinh khủng khiếp của nó. Chứ đó trong khoảng thời gian đầu này nếu như địa không gặp quá nhiều khả năng cấu rỉa tốt và những pha điều cầu cực kỳ tốt đến từ KT thì nào anh ta phải cần phải làm ngay lập tức. Bắt đầu rồi, KT đang muốn bùng nổ sức mạnh địa một bay và tấn công và ngay lập tức Bolabang ta phải tốc biến bốc vào từ đến từ địa. Sau đó bạn là Zin thiêu đốt mọi người để nằm xuống chắc rồi. Chiến công đầu đến từ Zin trong tình huống xử lý cuối cùng của mình. Tưởng KT dùng vào cách cực kỳ hiệu quả. Bây giờ thì Palet muốn tấn công. Palet tóc biến lên sử dụng kỹ năng bắt tay thành công. KT lên đến cấp độ 8. Nó khiến cho Palet gặp vấn đề thủy lô tầm diện đang bị hất tung lên. KT bắt đầu combo vào tên lửa và rồi không chịu xuất sự chuẩn chỉ. Zin có được bạn của ai và giúp cho KT cũng như Levi có thể thoải mái thả con dạng kiến thức này ra. Móc thành công thì là chỉ hất tung lên. KT thành công tên lửa đạn đạo siêu kiếp và cái cú cánh này bất lực cộng hợp với lại cái phần kẻ hợp chất đi khi đánh hạt soi sáng đến từ bên phía của Gam với KT và thêm cả đó là Levi phải đáp tiền đạn đỉnh điểm và lập tức đó là một tình huống lấy được thanh tẩy và lấy luôn cả mạng hạ gục. Rất tuyệt vời, mạng hạ gục nó chưa ra vào tay của Slayer thì chưa thể nào giải quyết được vấn đề. Sát chiêu khảo là nhất địa bắt đầu xử lý bùng nổ sức mạnh được bùng ra và KT bị kẹt lại. Sát chiêu khảo là thứ hai nó vô nghĩa và địa đang đứng kẹt bên trong bông khói, hết bông khói là người khói và địa đã phải nằm xuống mạng tiếp tục dành cho Zin. Hơi ổn vừa rồi là... trước khi tấn công anh ta chỉ có cho mình được đó là cuốn sách cũ và cái ngày một đội cũng vừa được chơi là thì khó giải và họ cũng đang không có phương án nào cho Kia Gia cả. Đường giữa với xe thật ra không chỉ không lớn mà đang không hai luôn và nếu như nằm xuống không hai như thế này nó sẽ khiến cho cái lượng sát thương đơn vị đang gặp tương đối nhiều vấn đề. Levi lao và tấn công ngay lập tức Zin cũng lao và tấn công nhưng Levi gặp vấn đề lớn hợp chất nó lại bung ra khiến cho Levi gặp nhiều vấn đề nhưng anh ta vẫn còn đang tới bước lại địa lại một lượng lao lên thủy lô tập nhiệt sát chiêu gạo không đủ sát thương và Slayer lao lên cũng không đủ sát thương luôn. Slayer đang bị tấn công nhưng cũng phản đồ rất hay kỹ năng của bạn cùng tên lửa đang đào xuống khi nó bung ra. Tay đang bị dính cô máu Ember để muốn nhằm mục đích chiến địa cho mình chứ không được luôn rồi mạng tiếp tục chặt cho Zin là quá nhanh và bây giờ tốc độ ăn đến từ cả hai bên trên lệnh hoàn toàn một bên trăm người
tóc biến lên, móc một móc mạnh lên luôn, tung lên bắt đầu dồn xe tương hợp chân đưa lại bung ra như đang tương đó là một nghệ Lốc Xoáy đang nhắm tặng với người Shader, cú cánh nhưng mà cú không đợi Lốc Xoáy là tới gai hất tung được đinh cây nằm xuống móc không thành công lắm. Ember với đà đang lựa góc, địa đang muốn sát chiêu hoàn hảo, địa đang nhắm vào sai thẳng đầu pha có thể móc được vào người của đinh cây. Đinh cây đang suy nghĩ, thủy lo tài chiêu đã chuẩn bị hất tung lên quang qua để nhằm một đứa có thể hỗ trợ lựu đạn bao hỏa đang đặt ra. Lốc Xoáy được tung lên, Jin đang đánh có thể giữ chân đinh cây lại, Lốc Xoáy là tới gai đánh tường tên lửa và màn đã có cho Levi lần nữa. Ngộ không đang di chuyển lên và tôi đang thấy là tôi lên là đường tăng cơ cũng đang di chuyển lên rồi, đó là Jin di chuyển lên hỗ trợ một cú Lốc Xoáy đến từ Levi để nhằm đích có tên lửa rồi đang không hay móc đến từ Jin đã không thành công lắm và ngay lập tức lầm một pha bô là bằng được tung ra cho nó không hiệu quả lắm. Thủy Lô tầm nhìn hất tung xe đờ lên sát chiều gạo đến từ địa để nhằm đích thoát đi và người bị kẹt lại đó là Palette đã phải chạy giật bắn thành công. Jin Kay tiếp tục tấn công Levi đang nắm bùa đỏ cho nó đốt rất đầu đó một cú đã khó dành cho Jin trong tay của thứ hai này đây rồi. Ember sẽ làm gì đây? Đang muốn có một tình huống nguy đẹp và ngay lập tức khi ra sử dụng của bản đòn của mình. Địa đang đứng bên trong bầm khói nhanh tay nên suy nghĩ rất kỹ móc thành công luôn. Đứng bên trong khói vẫn bị móc. Quét tay kêu thành công. Địa đang bị tấn công bị chích bùng nổ sức mạnh và đâm xuống xe đâu phải lướt qua tường. Sức mạnh lướt qua nhà chính. Nhưng bảo vệ được nhà chính không là câu chuyện khác. Thằng tài nhà chính đang bị tấn công Ember và lao vào tấn công tay nên sử dụng khô máu tạo bị gửi sai. Nhưng chưa hỗ trợ Ember cả Ember quá nên đâm ra phải nằm rồi. Slayer đang là mục tiêu được chọn quét tay kêu thành công móc không thành công nhưng xe đâu vẫn đang bị nhắm tay phải rồi nên kia để có thể bỏ chạy đi. Jin Kay đang quay trở lại tấn công. Jin đang bị mất khá là nhiều máu. Anh ta phải sử dụng cả những có thể để sống và được cộng kèm tới cái nhà chính. Galsport thắng trong khoảng tỷ đầu thứ hai này. Phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều trong trường hợp Đinh Cây muốn chạy ra và hỗ trợ trong giai đoạn sớm. Bởi vì khu vực đường trên thì Ember không có nhiều lắm cái khả năng giữ chân đối thủ lại và con KCT thì nó cũng có khả năng để thoát đi. Còn cái địa sẽ cần phải xử lý cực kỳ chính xác. Tóc biến lên giữ chân lại đó vào hùng gió khá thành công mày đã khỏi chứ cái đầu được nhường cho người cần phải được nhường đó. Bắt đầu cũng muốn lựa một góc được thể tấn công nhằm đến băng trụ nhưng đang không lừa. Đây rồi bắt đầu hất tung lên hất được về nhưng vừa rồi ôm sát được khu bối được bung ra lên vì tóc biến lên sử dụng luôn cả tạ su đồ của mình kia lá và tấn công và ta có được bạn cũng không được chơi. Cái đất này mà không hề lo ngại mình gặp vấn đề gì. Dân số đồng hơn cho nên họ tương đối dễ dàng. Địa sẵn sàng trong pha hút gió. Giờ này vẫn đang chỉ là tóc biến lên và móc khá thành công hút gió thành công và ngay lập tức có khá nhiều thứ vô mọi người. Địa lần của các bạn cùng Lốc Xoáy lần thứ hai. Xin có được bạn đáp trả nhưng ngay lập tức Địa có double kill cho bản thân mình. Double kill dành cho Địa một trong khi đó. Xe hoàn toàn thời triển khai. Bắt đầu bật điện đang đỉnh điểm lên một thứ đi vô mọi người sai nhưng sai được thể thoát đi không xây đơ tóc biến nó có thể chích điểm trong đường sai ta đã cố gắng né nhưng mà né không được Levi đầu tiên đang được chọn một phần la vào nhưng lập tức bị dính Lốc Xoáy xây đơ đang bị dính kiệt sức và ta đã phải nằm xuống dưới chân của Levi. Xin là bạn là dưới chân của Jin nhưng mà ngay lập tức lên ngay cũng đã có thể đáp trả được móc khá thành công. Jin thì bị gõ bị giữ chân lại điên cây thiết bản ngàn cân đánh từ Blade một pha đồng hồ và điên cây một cú gõ double kill trên trận người đi rực cũng không có cách nào để khởi động sớm của xe khai nước này. Còn địa muốn hôn gió địa sẽ hôn gió thử và ngay lập tức nhắm vào người của Jin. Thủy Lô tạm nhiên đang nhắm thẳng vào người của Levi còn đâu biết bao nhiêu sao tông hai người rất cay và ngay lập tức kia nhà có được bạn cùng đến từ Blade điên cây thì bị dính tạo xung quanh tại bị đấm anh ta sẽ phải nằm xuống mày đã có Italia nhưng Slayer vẫn đang được bắn hôn gió không trúng người tay. Địa đang lướt lên để tấn công nhưng Star đang bắn quá cắt. Star đang cố gắng hỗ trợ KTG đồng hồ. Tóc bí đơn lấp liều lấy tóc bí đơn từ Star. Phía cánh ngược lại đó một kiểu đã có cho Slayer. Đã làm được nhiều điều lắm. Cũng trong đây được khai thác bằng cái thời gian Sport. Còn trong khi đó thì đội hình này thả ra một cái pha không thành công người Jin sẽ được quăng lướt mà ta được quăng bỏ chạy đến cây đang lửa gấp cho tay bị kẹt của bên trong từ phía bên này Ember đã có thể bắt được đẩy được sai mà tôi rất hay và ngay lập tức anh ta đã có được bạn cùng người đã bị kẹt lại Levi bên này Địa đang đánh nhau bên này Kiya tóc biến lấy được tóc biến từ đối thủ Levi đang bị nhắm tới Levi đã bị bắn chết còn đó phía bên này sau này Kiya hất tung đối thủ lên nhưng đây là nọ tự thủ xây được có được bạn cùng Địa lướt lên hỗ trợ không gió thành công người Jin và lách móc vào người Jin và đang chờ đợi sẵn sàng quay đi nhưng không thành công đến Katy. Ember đang muốn nhảy lên anh ta chờ đợi vào nhún nhảy ta đã nhún nhảy rồi ta đang nhắm vào người của Jin. Katy đã bị hất tung lên với thủy lò thầm nhiệt đánh thừa được thể giữ chân lại. Ember đang quăng bùm đang liên tục người Katy quăng phi tạch nhưng rất đáng tiếc phi chuối rồi và dễ nằm xuống tuyệt vời dành cho Essa. Tới cũng như Địa nữa. Địa đang muốn hôn gió Địa trượt băng bệnh cũ hôn gió rồi mọi người của Jin một pha móc khá thành công. Xa đang mất tu đổi nhiều màu sắc người đang bùm ra nên kỳ hất tung được hai người và Jin sẽ một thi thế này được chọn và ta đã phải nằm xuống rồi. Kia gia đang cố gắng chuyển sang đối thủ anh ta khô quéo vào người của Slayer sẽ phải nằm xuống sau khi kích hoạt đội tự thủ. Liệu rằng có tiếp tục giao tranh hay không đây khi trụ một đứng giữa của Gao không còn nhiều máu điên cây tiếp tục lao vào. Đây là một tình huống tiếp tục lao vào Ember đang chờ đợi chúng ta không lỗi ta đẩy được Kia về với cái thế khó hùng gió khá thành công đứng lên không thành công quăng cục đá này cũng không trúng nhưng mà Kia đây cũng gắng múa ta lướt không được điên cây có được bạn không hàng mạng thứ mười dưới hình như đang sang trong tập dịch chuyển đứng lên nhau điên cây bắt đầu tóc biến lên ta lóc xoáy và ta hất tung được sai sai đang trong thế khó tỷ đô tại vì đó người sai mà sai đang bị chuẩn bị hất tung ta bị hất tung lên móc tạo mình của Jin mạng đã có và ngay tức đã chặt cho điên cây quay đó là hỗ trợ của đội của mình để giúp cho Slayer các bạn cùng Katy bị nhắm tới qua để giúp được hỗ trợ nhưng không được mạng tiếp tục dành cho Slayer Katy một số bạn là Địa lướt tới được thể hỗ trợ và ngay lập tức Jin phải lướt đi được thể bỏ chạy. SC đang không cho Gam một cơ hội nào cả. Và Star đây bắt lại, ta đang phải nằm xuống rồi và tiếp theo sẽ là đây Địa đang tìm một cái đường để lướt đi. Ta còn thấy một lần phi hồ để kiệt sức qua thằng người Ballet một nắm đấm không được thành công khi lập tức bị cancel bởi cú hôn gió. Levi đang bị dính quả cầu đi và quả cầu về. Double kill đã có cho Địa. Tuyệt vời dành cho Địa. Còn trong cái đó câu chuyện của mình ở giữa là end game.
endgame dành với Gaze, chắc chắn là như vậy rồi. Kia Atan đang bị lầm chậm bị cúp bị răng, Dinkay đang lựa góc cho Vafita, Dinkay đang bị thiếu cơ sở, Gaze không có quá nhiều sự chuẩn chỉ, quan địa chấn hơi bị vô cớ đi xỉu. Và Kia đây là mục tiêu có thể được chọn dịch chuyển một pha hất con lính về đã không ổn lắm được. Kia đang bị dính hồn gió, đang bị tấn công, đang bị dính lốc xoáy, đang bị dính trưởng băng bên cũ, và ta bị dính rất nhiều cái đạn tấn biến đường thoát đi. Nhưng Sider lúc mặt tường, ta blessing trên nhà chính của đối thủ và ta đã blessing trên người của Cassandre, sẵn sàng cho pha endgame này rồi. Sẽ là chiến thắng Gaze, họ sẽ ít nhất là kéo cặp trận đấu này tới với ván thi đấu thứ tư. Và ván thi đấu này thì người hủy diệt đối phương lại là các thành viên bên phía của FPTC Sport chứ không phải là GAM nữa. Hiệu khống chế đa phần hiệu chế nhắm thẳng vào người đối phương hoặc hiệu khống chế trên diện rộng cho Salad của D1. Và đây cũng chính là kèo đấu mà ngày hôm qua anh ta dùng để đối đầu cùng ổn với Yado đánh cực kỳ. Levi đã bị lộ vị trí ở vòng rừng đầu tiên của mình tại bãi trên kỳ biến dị, đó là một khu vực đã có tầm nhìn của SE. Palette lao lên và ngay lập tức khiến cho Style mất một lượng máu khá khá. Zid muốn ngủ của móc, Atta đang nhắm thẳng vào người của Zid là Palette. Atta đang suy nghĩ kỹ cho câu chuyện là móc được vào người của Palette thì phải. Zid đang nhắm rất là kỹ, đó là tình huống thiêu đốt tóc biến lên bắn in cuối cùng và đã có được bạn cùng và đã dành cho Zid. Zid đang có thể bị đáp trả lại một cú móc khá thành công, nhưng Slayer đã có được bạn cùng mình cần thiết. Atta tóc biến được thoát đi, Atta đang muốn đáp trả lại Style. Style đang bị lính bắn đó nhưng Slayer quá hay ở tình huống vừa rồi. Ở cái dạng mà gần tập phải đối phương bây giờ. Bây giờ Style đang gặp vấn đề lớn, Atta sẽ cần một hit đánh được thôi, đã có được bạn cùng cho Slayer rồi. Hiểu của Slayer bây giờ thì Style không tung biến, Style lại bị đáp trả, bị không tung lên, đang bị tấn công và mày đã có cho Slayer. Mạng thứ tư rồi trước khẩu súng của Jerry trong tay của Slayer. SE không dừng con sứ giả ở trụ 1, họ đem con sứ giả xuống trụ 2, họ có luôn cái trụ 2, bây giờ khoan đã nha. Đây không đây, một hit đánh nữa đã có bạn cùng dành cho Địa. Và một lần nữa Địa đang muốn có một tình huống tìm ra điểm cái thắng cho GAM, nhưng mà Style đã có thể bắt lại nhưng không người đang được chọn, đó là Zin. Palette đã bị móc lại, cái đồ thủ của lốc xoáy được bung ra, Style có được bạn cùng trong tình huống rồi. Địa đang bóng B về để có thể dịch chuyển sang lượng máu nó tốt hơn, để xem được dịch chuyển đâu đây. Dịch chuyển phía bên trái, dịch chuyển phía bên trái bản đồ, bắt đầu là tạo xuống đầu lao và tấn công cầu đầu. Bởi đây là cái tag Levi sử dụng lốc xoáy tương đối lại, đi rồi nằm xuống bóng thành công và người của Style rất hình lỗi là Slayer. Slayer đang bị đánh, Kia đẩy được đối thủ ở trong một khúc khó và Slayer vẫn đang cố gắng bắn cho bắn không nổi rồi. Đây đâu quấy máu, anh ta lại nằm xuống nào phía bên này thì sao đây. Ember vẫn đang cắt, Địa vẫn đang tiếp tục cân nhưng như cân không nổi, quá nhiều những nội tại đi đến sử dụng đồng hồ. Một cú đồ vương có thể mang là bạn cùng, anh ta tóc bên được tay tác đi. Levi dí theo, Địa phát hiện ra vấn đề, anh ta bắt đầu sử dụng đồ vương lao lên tấn công, nổ ra mạng đã có dành cho Địa. Nhưng phía bên này Gaspar đang suy nghĩ tới câu đầu một đã dùng dịch chuyển ra khu vực giữa, người đây bắt lại đó là Kia tóc bên lên hầm mộ hàng băng và trưởng băng vĩnh cửu giữ chân lại và Palette đã phải bốc hơi rồi. Một pha bốc không thành công lắm, phía bên này sau đây Star đang bị nhắm tới và đang sử dụng thiên lo tạm diện của mình. Con Địa vừa rồi không bốc được cái mộ hàng băng, ta đã quay trở lại tấn công đối thủ, ta sử dụng đồ để tiếp tục con kéo Sider tóc biến lên để tấn công. Và đây là một pha lốc xoáy đến từ Levi cho Levi giữ chân lại một khoảng thời gian khá hay. Kia đẩy qua rất là tuyệt vời và Star đang được bắn, anh ta vẫn đang tiếp tục được tỏa sáng đến khi bị kẹt lại, ta đã bị gây sát thương, ta bị dính cục đá và ta đã phải nằm xuống. Còn Slayer Kia chỉ còn cách một mạng gục đúng một cái boomerang mà thôi. Slayer đang tương đối là bị yếu máu nữa. Slayer đang cố gắng gỡ một cái gì đó, ta đang sử dụng kỹ năng của mình, ta đang né được cái điều cần thiết. Nhưng một cái đánh của Kia là đủ rồi, khỏe nào quá khỏe đó từ bên phía Gaspar mình. Chỉ một đứng ở nhà bấm dịch chuyển ra, bạn mất tới tận đó là 4 giây, trong khi đó phía kia đứng rất gần nhau. Palette là thủy lô tầm nhìn hấp tung lên và Palette một lần nữa nằm xuống tên lửa để nhằm có thêm sát thương một người Palette. Họ đang chuyển sang bắt Style, họ đang tiếp tục muốn rửa một người Style. Đã lấy được thủy lô tầm nhìn chưa, hiện tại đã lấy được rồi. Zin đang là Style được bắn, ông Style được bắn, vấn đề được bắn và Địa đang mất quá nhiều máu. Bây giờ mới là vấn đề của Địa, lấy một pha lao và tấn công đến từ SPTC Sport mà quá thiếu cơ sở mà hạ gục đã có tức phản ứng. Đó là điều mà SE đã không làm được ở trong ván thi đấu này và GAM chưa dừng lại khá thành công. Đây là mọi thứ đang dồn vào người thủy lô tầm nhìn, tất cả mọi thứ đã có thể làm cho đối thủ nằm xuống. Hai mà cũng đã có liên tiếp cho đội tuyển Gaspar, họ đang chuẩn bị cách chức vô địch đúng một cái nhà chính nữa mà thôi. Họ đang muốn có được nó, con đường băng giá được bung ra đến từ KT. Slayer đang bật đi đại điểm hầm bộ hàng băng nhắm thẳng vào người cô hỗ trợ là Palette. Palette đang quấn lưới để bỏ chạy kia nhau và đẩy được Slayer vào trong thế cỏ, nhưng không cần nữa, trụ bảo vệ nhà chính đã được nhắm tới và Star đang bào nó dần dần mòn mòn đi, sẽ là nhà chính cho Gaspar Sport và họ là nhà vô địch của VCS 2023 Hương Đông. Chắc chắn như là vậy, sau khi Palette nằm xuống, xin chúc mừng Gaspar Sport với chiếc cúp của họ. Chiếc cúp thứ 8 dành cho GAM ở tại đấu trường VCS, lần thứ 8 lên ngôi vô địch. Và bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng đúng lúc đúng thời điểm. Lại là một kịch bản quen thuộc mà thôi. Slayer win land, nhưng Style win game. Một cái kết không thể nào buồn hơn dành cho Slayer khi anh ta vẫn là người làm rất tốt ở khu vực đường dưới. Có quá nhiều lợi thế cho Slayer. Nhưng phải nói rằng Kia ở khu vực đường trên, KT ở khu vực đường giữa, những người chơi luôn luôn biết cách nhiệm vụ của mình là phải làm gì những pha tranh. Pha cuối cùng là pha minh chứng sự khác biệt của hai đội trong 10 phút cuối, khi mà Style có thể thu đồ so với đối phương. Nhưng cái vị trí đứng đến từ Style, xung quanh của anh ta luôn luôn có từ 2 tới 3 người để đảm bảo rằng anh ta sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Trong khi đó bên phía bên kia, những tình huống tấn công. Và xin chúc mừng Gaspar và chức vô địch này của họ. Đây là một chiến dịch rất xứng đáng.
họ giữ mặt bất bại cho tới trận đấu cuối cùng. Và khi họ kết thúc được ACE với tỷ số 3-1, họ xứng đáng với chiếc cúp, họ xứng đáng với tất cả những tình yêu thương đến từ tất cả các fan hâm mộ ở khắp mọi miền đất nước. Và họ cũng sẽ là đại diện của VCS đến